Hello, chào anh chị em trên YouTube. Hôm nay mình nói về đề tài mấy cái quân phục đầu trận và đầu đại lễ ha. Rồi mình sẽ kể lại từ đầu, từ lúc mình vô lính. Thôi bây giờ mình bắt đầu nói chuyện về quân phục mà khi mà mình mới vô lính đó. Đây cái quân phục này á, nó gọi là chemise ha. Bộ quân phục này á, thì lúc mà mình mới vào lính đó là như thế này. Lúc đó là chưa có cái bảng tên với lại cái chữ US Marines. Lính Marine thời đó đó, trước trước khi mà chiến tranh vùng vịnh đó, là chỉ có cái phù hiệu của tiểu lục chiến, rồi ở dưới có đề cái chữ USMC. Đặc biệt là lính tiểu lục chiến không phải như là lính bộ binh, là họ không có mang những cái đơn vị đó ở ở bên vai, bên trái hay bên phải, như các bạn đã thấy nếu mà các bạn coi phim ảnh hay là gì đó, là các bạn ơi thấy binh chủng như hải quân hay là bộ binh đó, thì lúc nào họ cũng có những cái badge đó, những cái phù hiệu được may trên vai. Thì khi mà sang chiến tranh vùng vịnh đó, những người tướng Marine đó, họ thấy trên TV truyền hình tin tức đó, nhiều lúc cái đơn vị thủy quân chiến làm cái gì đó đúng không, nhưng mà mấy người phóng viên họ không có biết, tại vì họ không bao giờ thấy cái bảng tên hết. Cái xong cái họ lúc nào cũng nói mấy người đó là lính của bộ binh của bên Army. Thì sau cái cuộc chiến tranh vùng vịnh đó, đầu cái lính thủy quân mới thay đổi, coi như là bỏ cái hàng chữ USMC dưới đây, chỉ để cái phù hiệu của thủy lục chiến thôi, và ở trên nó thì để vừa có cái hai cái gắn thêm một cái bảng tên ha, may thêm một cái bảng tên với lại cái hàng chữ US Marines. Còn cái cách mà săn tay áo của lính Marine nó cũng khác hơn bộ binh, là lính Marine nó thì săn tay áo bình thường thôi, không như là cuốn lên vậy thôi, còn bên Army nó khác. Còn khi mà qua chiến tranh vùng vịnh đó, tại vì ở bên đó là desert không, là sa mạc, bởi vậy bên thời đó là khi sang bên đó đó, tụi này được phát hai bộ là cái vải á, là tụi Mỹ nó gọi là chocolate chip, tại nó giống như là cái bánh chocolate mà có mấy cái chip đen đen đúng không? Không thì ở bên đó đó cái nón này á, thật sự là mình làm ra. Bây giờ thì mình không còn giữ một cái bộ quân phục nào chắc là chip mà thời đi chiến tranh vùng vịnh hết. Nhưng mà lúc đó thì lúc mà đi sang bên đó, mình ở bên đóng bên đó 6-7 tháng đó, cái mình có một cái quần nó rách đầu, cái xong mình mới dùng mình có đem kim với chỉ đó, mình mới chỗ tài thợ may của mình cắt ra những cái miếng, cái mình ịnh vô cái nón không, cái nón thật sự là cái nón cái màu hoa rừng giống như cái bộ quần quân phục này, nhưng mà mình cắt ra cái mình may vô, bạn thấy không, cái chỉ mình may đó, cái là tự tự cắt tự may à, thấy giỏi chưa? Nhưng mà sẵn nói về cái nón này thì để cho mình kể các bạn nghe một chuyện là lúc mà ở bên đó, như mình đã nói với các bạn trong những cái clip kỳ trước đó, là lúc mà sang đóng ở bên Saudi đó, thì tụi này lâu lâu được về cái trại để tắm đúng không? Thì sau khi mình may xong cái nón này đó, cái mình mới về lại cái chỗ cái mình lại cái chỗ supply đó, cái nhiều mấy người lính họ thấy mình rồi, chỉ có mình đội cái nón này thôi, không không có ai đội cái nón này hết, chỉ có mình có cái nón này thôi. Rồi cái mình mới nói giỡn với họ, mình nói là ô cái nón này tao lấy ở chỗ mà supply á, chỗ mà đồ tiếp vận mình nói giỡn thôi, nhưng mà không ngờ có một anh chàng anh tin mình, anh chạy lại cái văn phòng mà phát đồ supply, anh đòi cho anh cái nón như vậy. Cái anh chàng thường sĩ đó kêu mình đừng có nói láo, đừng có phải nói thật, phải không, nói với mấy anh kia là cái mình nói giỡn thôi chứ không phải là sự thật.
Còn sau khi mà ra cái bộ quần áo này rồi đó, sao hình như khoảng năm, mình nhớ là năm 95 đó, thì bên quân đội Mỹ họ có may một cái áo, cho ra một cái áo mưa. Thì cái áo mưa là như thế này, cái áo mưa này nó khác những cái áo mà cái áo lạnh mà ở ở bên thời chiến tranh Việt Nam. Cái áo này cũng hay hơn, nhưng mà cái cấp bậc á, thì hồi xưa cái áo lạnh thời chiến tranh Việt Nam á, thì cái cấp bậc là mang trên vai. Còn sau lúc mà năm 95 mà khi cái áo này, chỉ là giống như cái áo gió thôi. Rồi để mình mở ra cho các bạn thấy không, là cái cấp bậc thì mang ngay trên giữa, ngay cái ngực đây không, có cái lớp mỏng ở trong thôi không. Cái này là chỉ bình thường thôi, chứ không có giống như một cái áo gió thôi, cái jacket áo gió thôi. Thì tụi này bận cái bộ quân phục này cho đến năm 2002, thì binh chủng thủy quân chiến mới 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 thay đổi, mới bỏ cái bộ quân phục này và chuyển theo qua bên cái bộ quân phục mới, cái bộ chemise mới. Rồi bắt đầu mình sẽ quay sang bên cái bộ quân phục mới. Đây là cái bộ quân phục mà được sử dụng từ 2002 đến bây giờ. Thì cái bộ quân phục này nói thật á, là cái này á, là cái digital pixel, là coi như là bằng cái điện tử đó họ tạo ra cái hình này, không bằng cái kỹ thuật điện số điện tử đó họ tạo ra những cái hình pixel này, không. Rồi trong cái bộ quần áo này á, không biết các bạn có thấy không, mình sẽ zoom in ha, là có cái phù hiệu USMC phải không, với lại đây cái phù hiệu đây, Eagle Globe and Anchor, là con ó với lại cái mỏ neo với lại hình trái đất đó. Đây là cái phù hiệu của thủy quân chiến với hàng chữ USMC ha. Thì cái loại mà quần áo này, digital pixel này á, là nó bắt đầu do lính của Canada bắt đầu nó trang bị cái những cái quân trang này đó, là vào thời 90 lận. Thì cuối năm 99 á, là binh chủng thủy quân chiến mới bắt đầu. Thì lúc đó mình nhớ là mình năm 99 mà mình còn đóng ở bên Okinawa, thì họ gửi ra những cái survey không, họ muốn thay đổi, rồi họ kêu người ta vô vote cái loại uniform nào. Mà lúc đó thì phần đông, mình nhớ là phần đông á, cái loại uniform mà được chọn đó là cái loại đồ đồ rằn ri kiểu cọp á, nó gọi là Tiger Stripe đó, cái thời mà chiến tranh Việt Nam họ dùng. Mà không hiểu tại sao lúc đó chắc họ chuẩn bị chuyển qua thời đại digital nên họ chọn cái bộ đồ này. Và mình sẽ để cho các bạn thấy, thì cái bộ đồ này á, là cũng có bốn túi, nhưng mà hai túi trên nó xéo không, rồi rồi cái rồi không có còn cái túi ở đây nữa, nhưng mà cái túi bây giờ là để ở trên cái trên kế bên vai, hàng ngay cái cổ vai không, mà bằng nút, trong này gắn nút. Còn hai cái túi này á, thì ở dưới là không có nút mà nó có Velcro ha. Đây. Còn cái phù hiệu của thủy lục chiến á, thì là nó thiêu vô trong luôn, chứ không có còn phải hồi xưa là phải giống như cái bộ kemì cũ là phải ủi vô không. Còn cái thời mới thì rồi khi mà mua bộ quần áo này á, rồi còn phải mua thêm hai cái này nữa, cái bảng US Marine với cái bảng tên, cái họ của mình đó, rồi may vô không. Còn còn mình nói về cái chuyện mà gắn cái cấp bậc ở lên trên cổ áo, không phải là muốn gắn lên thì gắn nha. Tại vì có giấy tờ, có bài bản đàng hoàng, thì từ đây ngập cái cấp bậc, cái quân hàm của mình á, là phải ngay chính giữa không. Rồi từ đây đến đây là 1 inch,
hay là một phần. Ok. Đây còn cái quần. Cái quần. Còn cái này là cái gì nè. Ha. Cái quần thì có 6 túi đây. Không. Hai túi đằng trước, hai túi đằng sau, một cái túi ngay ngay cái đùi. Đây. Mà sau khi binh chủng thiêu chiến làm ra cái bộ quân phục này rồi đó, cái họ ích kỷ, họ không có muốn cho những binh chủng khác copy, cái họ mới ra cái văn phòng patent đó, họ gắn vô có cái phù hiệu có cái này. Bởi vậy sau đó bên bộ binh với là những cái binh chủng khác họ cũng muốn cái bộ quân phục này, phải không? Nhưng mà binh thiêu chiến họ đi trước một bước, họ không có không có cho những người khác lấy cái bộ quân phục này. Đây là cái chemise, nó gọi là MAPAT, marine pattern chemise cho bộ sa mạc ha, ở quân phục bên sa mạc. Thì giống như hồi nãy mình nói đó, thì trên những cái miếng vải này nó có cái phù hiệu của thiêu lục chiến, không các bạn thấy chưa? Hả? Rồi ngay đây một cái nữa, không cũng cái phù hiệu thiêu lục chiến. Nó chỉ khác cái màu thôi, cái màu này màu nâu vàng vàng, nhưng mà cái pattern á, cái nó cũng giống y, không có gì thay đổi hết, cũng ở đằng ngay cổ áo có cái pattern right của binh chủng thiêu lục chiến, không? Và cái phù hiệu thiêu lục chiến cũng được thiêu vô ngay trước, không? Để mình để cái nón, mình tìm cái nón mình để lên cho bạn xem. Đây là cái nón tám góc, không? Cái nón này nhìn nó ủi sạch sẽ đẹp đẽ là tại vì mình mới ở bên Nhật về đó, thì bên Nhật mấy cô Nhật họ ủi hồ rất là cứng, dùng cái nón này đập người khác chắc bể đầu. Ok, bộ quân phục hồi nãy mà cái mang đôi giày Buddha sâu màu đen, lâu quá rồi, 20 năm rồi mình không có mang cái đôi giày đó, chắc lạc mắt rồi, tại vì từ 20 năm nay mình bị mưu đi cũng mấy lần. Thì cái bộ quần áo này á, mùa thường thường là mùa đông á, là họ để cái tay xuống, không có xăng tay áo lên ha. Còn cái này thì nhiều khi bận mùa hè đó thì mới xăng tay áo lên ha. Còn đây là cái đôi giày boot của Marine, không? Cái đôi giày này nó bây giờ là không còn phải chùi giày nữa, phải đánh giày nữa cho bóng nữa. Cái đôi giày này nó có cái chất, cái material của nó là không cần phải đánh giày nữa. Cái đôi giày này thì là mùa hè, là tại vì nơi đây đó nó có hai cái lỗ thông hơi ha. Mỗi chiếc nó có hai cái lỗ thông hơi, không? Ngay dưới bàn chân bên trong ha. Còn cái đôi giày boot này là cho mùa đông, là tại vì nó không có cái lỗ thông hơi, mà cái đầu của nó là nó có bằng thép, nó gọi là steel toe, không? Cái ngay cái đầu bằng chân á là cái này bằng thép. Đây là một cái áo này cũng như cũng bình thường, không phải là loại cho lạnh. Đây. Cũng mỏng như cái áo gió thôi. Không. Cái cấp bậc thì không còn để ngay chính giữa ngay ngực nữa, mà để ngay ở trên cái tim của mình ha. Cái cấp bậc bây giờ để mang ở đây
Đây là cái áo kiểu mà cái áo jacket kiểu áo gió của lính thủy quân chiến bây giờ. Cho vùng sa mạc. Hello, chào các anh chị em trở lại ha. Thì đây là một cái bộ đồ lễ bình thường trong binh chủng thời chiến. Cái này gọi là service alpha. Thì cái bộ đồ lễ bình thường thôi, chưa phải là đại lễ ha. Thì ở trên là cái nón. Thì cái nón là bên tay trái có cái phù hiệu của thời chiến. Và cái cấp bậc thì được mang bên phải của cái nón ha. Rồi đây là cái bộ quần áo, thì mình sẽ có hình mình sẽ lên cho các bạn xem. Thì cái bộ quần áo nó có cái áo tay dài, rồi có cái cà vạt không, cái cà vạt mình để ngay đây, mình chỉ có các bạn bộ áo không. Còn đây là cái quần, thì cái màu này là màu gọi là màu xanh cứt ngựa ha, thì phải. Còn đây là cái áo tay dài đây. Còn khi mà không có bận cái áo này đó thì dùng cái họ nếu mà mùa hè đó thì thường thường họ bận cái bộ áo ngắn. Cái áo ngắn thì gọi là service Charlie không. Nếu mà bằng cái áo ngắn với cái quần dài màu xanh cứt ngựa này á thì service Charlie. Còn còn bằng cái áo tay dài mà mùa đông á, mà bằng cái áo tay dài với lại cái quần xanh cứt ngựa thì nó gọi là service Bravo. Đây, service Bravo là cái áo tay dài ha. Còn service Charlie là cái áo tay ngắn đây. Không thì cấp bậc vẫn mang trên đây. Và để cho các bạn biết thêm cái secret là khi mà người lính thủy quân chiến mà họ bận mấy cái bộ đồ Charlie đó là lúc nào họ cũng gắn vô, nó có bốn cái suspender ha. Không, ở đằng hai cái đằng sau, hai cái đằng trước, thì cái này nó để vô cái áo không, nó kẹp vô cái áo ở trên, rồi cái nó xuống đầu nó dùng cái này nó kẹp vô cái đôi vớ. Bởi vậy khi mà các bạn thấy người lính theo chiến bận đồ đó, họ không có lộm thộm, nhìn rất là đẹp dễ coi đúng không. Cái áo của họ kéo xuống ngay cái gì cái waist là ngay cái lưng đó, cái áo của họ không có phồng phình ra. À, là cái bí quyết là như thế này. Đây, đây là đôi giày. Nó cái đôi giày này nó đã bóng rồi, không cần phải đánh lên thêm nữa. Thì cái đôi giày là để bận cho đồ lễ bình thường với đồ đại lễ. Ok, còn đây là bộ đồ đại lễ ha. Mình mới vừa đi đám ma tháng trước về nên mình vẫn còn để huy chương gắn trên cái bộ quần áo này, thì bây giờ mình thể hiện cho các bạn thấy. Và mình cũng có một vài số hình ảnh trong album mình đấy. Đây là cái nón, thường thường sĩ quan cấp tá trở lên á thì được cái hai cái nhành bông này. Ở ở Việt Nam hồi xưa chắc gọi là hai nhành dương liễu hả, còn ở bên Mỹ này tụi Mỹ nó gọi là scramble eggs, là giống như cái trứng trứng màu vàng á. Sĩ quan cấp quý thì chỉ có cái band màu này thôi ha, cái band màu vàng với cái đỏ ngay chính giữa. Rồi lên tới cấp thiếu tá trở lên á thì có được cái này. Còn tướng thì nó khác nữa, nó to hơn nữa, nó khác. Mình không nhớ tướng nó nhìn ra như thế nào khác. Còn trên cái đây là trên đầu cái nón của thời chiến có cái quatrefoil. Cái này là tiếng Pháp, cái này là mình nghĩ là cái copy từ quân đội Pháp hồi xưa thôi. Đây là bộ quân phục ha. Thì ở ngay cái cổ áo nó có cái một cái vành trắng, không, nó có cái nút nhỏ đây.
các bạn có thể thấy không. Rồi đây là cái phù hiệu của sĩ quan. Phù hiệu sĩ quan thì nó có vàng vàng ngay cái đây á, cái trên cái trái đất á, nó có vàng vàng. À, còn cái mỏ neo á, thì nó cái sợi dây mà cột vô mỏ neo á, nó bằng bạc, không? Con ó cũng bằng bạc, nó khác với cái phù hiệu đồ đại lễ của lính thi hậu chiến. Lính thi hậu chiến thì toàn bộ là màu vàng hết, còn cái này nó có vừa bạc vừa vàng, không? nhìn là biết cái phù hiệu này là của sĩ quan chứ không phải là của lính. Còn cái cấp bậc á, thì lúc nào cũng 3/4 inch, là 3/4 phân thì phải, không các bạn? Còn lúc mà bận đồ mà gọi là dress blue alpha đó, cái cấp cao nhất á, cho đại lễ đó, là cái này là chỉ được bận đi đám ma, đám tang, hay là đi diễn hành, hay là đi đám cưới, thì cái những cái quân chương mà có mày đai á, thì bạn phải mang bên chỗ trái tim là bên trái ha. Còn những cái ribbon mà nó không có mày đai đi chung đó thì mang bên tay mặt, và không có mang những cái badge giống như cái service uniform thì nó khác là như vậy ha. Mình sẽ để có hình nào mà mình thấy mình có bận cái bộ đồ quân phục này đi dự lễ thì mình để lên. Rồi còn những cái chuyện huy chương á, chắc mình phải làm một cái clip khác để kể cho các bạn. Ok, đây là cái jacket ha, mình bận. Bây giờ mình để xuống một cái phần khác. Thì dưới cái áo jacket đó là cái áo của sĩ quan. Cái áo này giống như cái áo lót vậy đó, cái áo bận sau cái áo thun, không? Thì cái cổ là nó giống như mấy người sĩ quan Đức, hay là không, cái cổ này nó không có cái cổ áo, không? Rồi còn ở dưới là cái phần này á, thì thường thường là như thế này, ship vô rồi có cái nút, có cái phụ tiểu chuyến á, mình gắn vô đây như thế này. Đó, cái phần áo xong rồi mình đi đến cái quần ha. Đây là cái quần. Cái này là khoảng lớn hơn 1 inch ha. Có cái hai cái lằn đỏ. Hạ sĩ quan thì mình nghĩ là 1 inch thôi. Còn hạ sĩ quan cao cấp với sĩ quan thì nó bự hơn. Cái quần thì quần màu xanh ha. Đây là dây nết. Cái quần màu xanh này là để bận vào mùa đông. Còn khi mà mùa hè đó, tụi này được bận một đồ màu trắng. Đây là cái quần trắng đây. Mình sẽ tìm có cái hình nào, hình như mình nhớ mình có hình bận đồ quần trắng. Cái này là chỉ vào mùa hè thôi. Ok. Thì đến cái đôi giày, thì cái đôi giày cũng giống như mình bận cái bộ đồ lễ thường thôi. Thì cái đôi giày gọi là core frame ha. Không. Cái đôi giày này là chỉ lấy cái Windex để chùi thôi, chứ không có cần phải đi đánh giày, đánh bóng. Ok, cho các bạn thấy những cái quân phục của thi hậu chiến ha. Rồi để hẹn gặp, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong clips kỳ tới nha. Cảm ơn các bạn. Ok, bye bye.